iHotelier là cuộc thi về lĩnh vực khách sạn nhà hàng hướng đến các bạn sinh viên trên toàn thành phố. Đây cũng là đề án chuyên ngành của các bạn sinh viên thuộc khoa ngôn ngữ và văn hóa học trường Đại học Hoa Sen. Đây được xem là một cuộc thi mang tính học thuật, tạo cơ hội cho các bạn thí sinh giao lưu, trau dồi và học hỏi thêm kiến thức chuyên ngành, tạo điều kiện để các bạn thể hiện và phát triển năng lực bản thân, và đồng thời cũng là cầu nối giữa các nhà tuyển dụng và thí sinh tham dự. Trải qua 6 mùa thi từ năm 2008, iHotelier đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm về cách tổ chức, quy mô và chất lượng cuộc thi. Năm 2014, mùa thứ 7, iHotelier đã cố gắng không ngừng để mang đến cho các bạn thí sinh một cuộc thi mang nhiều tính sáng tạo và chuyên nghiệp hơn. Đánh dấu sự trở lại của iHotelier 2014 là buổi ra mắt cuộc thi diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng tại khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Buổi ra mắt đã thu hút 250 khách mời tham dự là các nhà tài trợ, quý thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên trên địa bàn toàn thành phố. Đây là buổi công bố chính thức về cuộc thi iHotelier 2014, giải đáp các thắc mắc cho các bạn sinh viên, đồng thời tổ chức một buổi talk show với chuyên đề Định hướng đam mê, dẫn lối thành công với sự tham dự của các diễn giả khách mời. Thạc sĩ Lê Minh Thành, chủ nhiệm chương trình khách sạn nhà hàng khoa ngôn ngữ và văn hóa học trường Đại học Hoa Sen, chị Lê Thị Thanh Vân, trưởng phòng nhân sự chủ nhà hàng Pizza Hut Việt Nam, chị Nguyễn Hoàng Tú Anh, trưởng phòng marketing The Grand Hồ Tràm Strip, và anh Mai Trường Giang, tổng giám đốc công ty cổ phần Khu Việt, chủ sở hữu thương hiệu Chewy Junior Việt Nam, Wonderbun Việt Nam và Startup Coffee. Vòng 1 I'm the Right One đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của 56 nhóm thí sinh, tương đương 280 bạn sinh viên đến từ 19 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Hufflet, Đại học Hutech, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kiến trúc, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghiệp, Đại học Hoa Sen, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, Cao đẳng Bách Việt và Trường Đào tạo Chuyên nghiệp Sài Gòn Tourist. Sau khi trải qua buổi thi trắc nghiệm và tự luận, đã có 13 nhóm thí sinh bước tiếp vào phần 2 của vòng 1, phỏng vấn, bao gồm các nhóm Star Cruise, The Lovers, Brave, Pet Five, Parfait, The Honors, 5-in-1, HB, The Gourmet, Infinity, Shiners, Friends, Innovation. Tham gia chấm thi vòng 1 gồm có thầy Nguyễn Đông Tuyền, trưởng phòng nhân sự khách sạn Equatorial, anh Phan Trường Duy, giám sát bộ phận đào tạo và phát triển nhân viên khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza. Điểm nổi bật của mùa thi năm nay chính là buổi workshop thử rượu với tên gọi Explore the World of Wine with the Expert diễn ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua. Không khí diễn ra vô cùng ấm cúng và thân mật giữa diễn giả là ông Ngô Hồng Sang đến từ nhà rượu The Warehouse và các bạn thí sinh tham dự. Trong cùng ngày hôm đó, ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức training cho các bạn thí sinh những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào vòng 2, I'm at your service. Vòng 2 I'm at your service đã diễn ra vô cùng thú vị và kịch tính vào ngày 18 tháng 5 vừa qua tại trường Đại học Hoa Sen, lô 10 công viên phần mềm Quang Trung. Tại đây các bạn thí sinh đã thi các phần thi thực hành thuộc 5 bộ phận FO, F&B, Housekeeping, Cuisine và Sales Marketing. Với sự tham gia chấm thi là các thầy cô, anh chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng đến từ các đơn vị khách sạn Nico, Resort Sunrise Nha Trang, nhà hàng Pizza Hut, nhà hàng Sydney, công ty Ivy Vu, công ty Đa Lộc và chương trình truyền hình Món Ngon Mỗi Ngày. Sau hai vòng thi căng thẳng, những chiếc vé vào vòng chung kết I Stand Out From The Crowd đã chính thức thuộc về 4 nhóm. Nhóm Brave đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
nhóm Star Crew đến từ trường Đại học Hoa Sen, nhóm Shiners đến từ trường Đại học Tài chính Marketing và nhóm Innovation đến từ trường Đại học Hoa Sen. Chương trình iHotelier 2014 diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp là nhờ sự hỗ trợ tích cực về nhiều mặt từ các đơn vị tài trợ. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ Kim Cương, công ty trách nhiệm hữu hạn Pizza Việt Nam, chuỗi nhà hàng Pizza Hut, Pizzas and More, đơn vị tài trợ địa điểm khách sạn 5 sao Sofitel Sài Gòn Plaza, đơn vị tài trợ vàng thương hiệu trái cây sạch The Fruit Garden, hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến ivivu.com, đơn vị tài trợ bạc công ty cổ phần phát triển thế hệ trẻ TGM Training Center, học viện đào tạo ẩm thực Le Cote Dom Bleu Thái Lan, cùng các đơn vị tài trợ đồng thương hiệu Đỗ Ngọc Khúc Bạch Chè, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Asia Foods, nhà hàng kem cao cấp Häagen-Dazs, thương hiệu áo thun thời trang đồng phục 4U.com, phố ẩm thực Dessert Town, nhà rượu The Warehouse, doanh nghiệp tư nhân Cao Su Trí Tuệ, công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Hoàng Anh, đơn vị bảo trợ thông tin Yan News, Play Your News, website hospitality.vn, chương trình truyền hình Năng động du lịch Việt và đơn vị bảo trợ hình ảnh cho toàn bộ chương trình Nino Studio. Ngoài ra, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ban giám hiệu Trường Đại học Hoa Sen và các thầy cô khoa ngôn ngữ và văn hóa học đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa để chúng tôi hoàn thành đề án này. Cuối cùng, Ban tổ chức iHotelier 2014 chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của các bạn sinh viên vì đã tham gia chương trình và xem đây là một cuộc thi giàu tính học thuật, bổ ích trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng.